Sau loạt vi phạm nghiêm trọng của mình, công ty Thành Bưởi đã bị lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở chính nằm tại số 266 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời ông Lê Dương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi bị bắt giữ về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Sự kiện trên đã gây náo loạn con đường Lê Hồng Phong, khiến giao thông tê liệt. Trưa ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, Công ty Thành Bưởi tại số 266 đến 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xe này có hơn 1.300 nhân viên, đa số chạy trên các tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Lúc 13 giờ 10 phút, công an đã thực hiện xong việc khám xét. Việc khám xét có sự tham gia của đại diện viện kiểm sát nhân dân, thanh tra giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, là con trai của ông Lê Đức Thành, sinh năm 1956, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 263 Bộ luật hình sự. Trước đó, Công an huyện Định Quán cũng bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, tài xế xe gây tai nạn về tội vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Tại cơ quan công an, Tính khai đã bị Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 9, ông Lê Dương vẫn ký lệnh vận chuyển, thể hiện việc điều động Tính lái xe dường nằm đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 khi tính lái xe đến huyện Định Quán đã gây tai nạn khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra. Nhiều người tỏ ra rất thất vọng trước việc một hãng xe lớn như Thành Bưởi lại có quá nhiều sai phạm, trong đó có việc coi thường tính mạng hành khách và trốn thuế. Thử hỏi với hành vi trên, sẽ có ai dám gửi gắm sự an toàn vào những chuyến xe của Thành Bưởi nữa hay không?